có những chiếc xe sinh ra không phải để đi làm, có những xe sinh ra không phải để chúng ta đi học, mà sinh ra để đi chơi. Ví dụ như đằng sau lưng tôi đó là một chiếc Honda MSX125. Nó chính xác một chiếc xe dùng để đi chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử là chiếc xe này chơi như thế nào nhé. Ở thị trường nước ngoài, Honda MSX bán được rất là nhiều cho những người bạn trẻ và những độ tuổi từ khoảng từ 18 cho đến 32 tuổi. Nhưng ở thị trường Việt Nam, đây là một mẫu xe có thể nói là được bị sự ghẻ lạnh của người dùng Việt Nam. Có nhiều ý kiến cho rằng đây là một cái xe quá nhỏ với vóc dáng cơ thể của người Việt Nam. Ồ, vậy thì nó phù hợp với người có kích thước bao nhiêu? 1m8 hay là 1m5? Chiếc xe MSX này sinh ra không phải để dành cho những người có chiều cao trên 1m8, cũng không phải dành cho những người có chiều cao chỉ có 1m5, mà chiếc xe này được sinh ra cho những ai muốn đoạn đường mình đi vui vẻ hơn, muốn những chặng đường mình đi bớt mồ hôi hơn, hoặc là mồ hôi đổ ra xứng đáng. Ví dụ như với một chiếc xe như thế này, các bạn có thể stop đi khi gặp đám bạn ở quán cà phê, các bạn có thể bốc đầu khi các bạn cảm thấy là chạy quá nhàm chán, hoặc là các bạn có thể slide khi mà đến nhà. Với MSX thì không có điều gì là không thể. Đây là một mẫu xe cho cảm giác lái cực kỳ tuyệt vời, động cơ không quá mạnh nhưng kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ là những điểm khiến chiếc xe này ghi điểm với những người có cá tính như mình, là những người thích một chiếc xe có thể làm được những điều mà những xe bình thường không bao giờ làm được. Bạn có thể mua một chiếc Honda SH về để chở bạn gái, hoặc là bạn có thể mua một chiếc Quay về để đi làm hàng ngày. Nhưng những điều mà chiếc MSX này mang lại, không một mẫu xe nào có thể khiến cho các bạn có cảm giác tương tự. Đó là những điều mà ít ai nói đến với chiếc MSX này. Tất cả mọi người đều nhìn vào chiếc xe này như một chiếc xe quá nhỏ và dành cho những người có chiều cao khiêm tốn. Nhưng không phải như vậy. Đây là một chiếc xe dành cho những kẻ biết chơi và biết sống với một chiếc xe hai bánh. Bạn nghĩ sao một chiếc xe nhỏ như thế này, với tư thế ngồi thoải mái như thế này thì có thể đi đường xa vô tư, hoặc trong thành phố thì MSX với cái kích thước nhỏ gọn và trọng lượng rất nhẹ thì nó cũng có thể dễ dàng vượt qua những ngã tư đông đúc hoặc là chen chúc giữa dòng người. Những điều này thì những xe khác vẫn có thể mang lại cho các bạn, nhưng mang lại ở mức độ thế nào thì các bạn cần phải xem lại. Ở MSX tất cả mọi thứ đều được dung hòa. Với những sự so sánh về chiếc xe này, ví dụ như mọi nhiều người so sánh với chiếc Charlie ngày xưa, Charlie 50. Với mình thì Charlie 50 là một cái mẫu xe nhiều kỷ niệm. Nhưng ngồi lên MSX này thì mình cảm thấy chẳng có điều gì giống với chiếc Charlie cả. MSX có thể nói là một chiếc xe lai giữa Netbike, lai giữa cào cào Supermotard. Bởi vì cái kiểu dáng của nó thì giống với Netbike, nhưng mà cái hành trình phục và cái cảm giác lái cho mình cái cảm giác giống như một chiếc Supermotard. Và chính điều đó khiến cho mình có thể đi được đường địa hình cũng như là quậy phá rất là dễ dàng. Người Việt Nam có một từ hay sử dụng cho giới trẻ mà có cá tính hơi mạnh một chút, đó gọi là trẻ trâu. Trẻ trâu. Trẻ trâu là gì? Trẻ trâu là cái thời, cái lứa mà ai cũng phải trải qua. Vậy thì chúng ta hãy sống làm sao
cho xứng đáng là một người trẻ với đủ các trải nghiệm, để sau này chúng ta sẽ hối tiếc về những gì chúng ta chưa làm, chứ không phải hối tiếc về những gì chúng ta đã làm. Bạn mua một chiếc xe một ngày phân phối về, liệu các bạn có đủ khả năng để làm chủ nó hay không? Làm chủ trên số tiền khác biệt với làm chủ chiếc xe hoàn toàn. Nhưng với chiếc xe mới này, các bạn mua nó về, chắc chắn các bạn sẽ làm chủ được nó. Mỗi chiếc xe sinh ra đều bị một mục đích sử dụng khác nhau. Vâng, kế bên mình đây là một chiếc Honda MX125. Và chiếc xe này được sinh ra không phải để cho chúng ta đi làm, không phải để cho chúng ta đi học, mà là một chiếc xe được sinh ra để cho chúng ta vui với những chiếc xe hai bánh. Honda MX125 đời mới với động cơ vẫn giữ nguyên hoàn toàn, nhưng ngoại hình đã được thay đổi với đầu đèn mới, bô được đưa xuống phía dưới. Và những cái cách thiết kế này sẽ khiến cho chiếc xe này, chúng ta có thể thấy là nó có sự khác biệt hoàn toàn nếu mà so với đời cũ. Như các bạn cũng đã thấy những cái cảnh vừa rồi, mình vừa mới burn out, vừa mới grip, vừa mới bốc đầu, vừa mới stop be. Đó là những điều mà chiếc xe MX này mang lại. Hãy nên nhớ một điều, tuổi trẻ chúng ta chỉ sống có một lần trong đời và sẽ không bao giờ lặp lại. Nếu đã chót yêu xe hai bánh, nếu đã chót yêu những cái cú tập luyện với những chiếc xe, hãy mua MX về. Xin chào các bạn.